Võ sĩ có vết sẹo số 20 ở ngực này đang phải đối đầu với một cỗ máy giết người vô địch chợ đen đến từ châu Phi. Nghe nói hắn ta chưa biết thua là gì, nhưng anh chàng này chỉ cần đi đúng một đường quyền thì hắn ta đã liền phải đáp chiếu ngay tại trận. Không những thế, tuyển thủ Muay Thái thần xấu anh ta cũng chẳng sợ mà nện cho to đầu, hay võ sĩ đạo cuối cùng của Nhật Bản cũng phải gửi nụ hôn vào sàn đấu. Thì ra từ khi còn là một đứa trẻ, anh ta đã phải lớn lên trong một trại huấn luyện sát thủ vô cùng khắc nghiệt của bọn buôn người, ngày ngày không biết cười mà phải uýnh nhau để giành giật sự sống. Đáng sợ là thế, ấy vậy mà thằng đại ca này lại dám tống giam anh ta vào chuồng chó rồi cho một lũ đàn em vui chơi giải trí với con ghẹ xinh đẹp của anh. Quá cay cú, anh ta đã lên một kế hoạch báo thù và phải đối đầu với tên sát thủ máy dập của nước Mỹ. Vậy anh chàng đó là ai? Hành trình đòi lại công lý thế nào? Thì mời các bạn đón xem một siêu phẩm hành động võ thuật khiến khán giả đốt cả rạp để được vào xem, mang tên Định Mệnh Đẫm Máu nha. Vào những năm 1990, ở vùng Tam Giác Vàng có một băng đảng chuyên bắt cóc trẻ con đem về luyện võ, mục đích là đào tạo ra các cỗ máy giết người rồi đem bán cho các đại gia mang về thi đấu. Cậu nhóc mồ côi này có tên là Cao Viễn, tuy nhiên để dễ quản lý, bọn chúng đã nung nóng thanh sắt rồi dí vào ngực cậu bé con số 20. Miệng còn chưa nở nụ cười thì Cao Viễn đã bị một gã mặt sẹo nhốt vào lồng sắt. Trước khi được đưa đi huấn luyện, cậu nhóc phải vượt qua được một màn tuyển chọn. Dù còn là con nít nhưng Cao Viễn biết rằng mình phải chiến thắng thì mới có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ngay sau đó, cậu đã có một màn phản đòn thành công để giành sự sống. Thời gian cứ thế trôi nhanh như công nông tù dốc không phanh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã ngoài đôi mươi. Cao Viễn giờ đây đã là một võ sĩ mạnh nhất trong số những đứa trẻ được đào tạo năm xưa. Chứng kiến anh chỉ cần một đấm đã hạ knock out được tên võ sĩ da đen vô cùng hung bạo. Lão già Hạo Vũ vô cùng ưng hoàng phúc với bản lĩnh của anh, vậy nên đã bỏ ra số tiền 20 triệu tệ để mua Cao Viễn rồi mang về Macau. Ngay sau đó, hắn đã cho anh lao vào những cuộc chiến để kiếm tiền bất chính ở chợ đen. Với phương châm không án bất cứ bố con thằng nào, Cao Viễn chỉ cần đi vài đường cơ bản đã cho cuộc đời của bọn võ sĩ rơm rơm này bước sang một trang mới. Điều đó đồng nghĩa với việc anh đã kiếm được một số tiền rất lớn cho lão già xấu xa. Và ngày hôm nay, Cao Viễn đang phải đối đầu với một tên võ sĩ có biệt danh quay búa đến từ Hồng Kông. Quả nhiên không hổ danh là nhà vô địch. Vừa vào trận, hắn ta đã liên tục tấn công như vũ bão. Cao Viễn phản đòn bằng một đấm đấm nặng chục kg nhưng đối phương vẫn chẳng hề xi nhê. Đã thế, hắn còn lên gối xuống trỏ rồi bẻ gãy khớp vai khiến ai ai cũng đều phải khiếp sợ. Bị bại liền một tay, lúc này quay búa mới tung ra một đòn chí mạng vào hàng tiền đạo của Cao Viễn. Máu chó rồi lên não, anh xông tới tóm cẳng rồi chẳng nâng chân rút cho thằng này thân tàn ma dại, sau đó lại tới liên hoàn đấm rồi quật cho hắn nằm vật ra sàn. Cuối cùng, Cao Viễn lao tới tung cú trò thần sầu cho đối phương đi chầu Diêm Vương. Sau mỗi trận đấu, lão già xấu xa thu về được cả một mớ tiền khổng lồ, còn Cao Viễn thì vết thương chi chít như mạng nhện mà chẳng có người chăm lo. Hắn ta chỉ coi anh như một con cờ hó không có tương lai và chẳng biết ngày mai sẽ sống chết ra sao. Khi anh đang chữa xương lành thành xương gãy thì bất ngờ có một lũ giang hồ mõ mặc áo đen vác dao lao vào truy sát. Thì ra vì quá cay cú khi Cao Viễn đã đánh bại hết một dàn võ sĩ của mình nên một tên đại ca dẫn lũ đàn em tới để báo thù. May thay thân thủ Cao Viễn phi phàm nên anh mới thoát được một mạng. Đang loạn trọng ngó đầu ra thì mã tấu bất ngờ chém tới. Thì ra mũ bọn này đánh hơi còn thính hơn cả cảnh khuyển nên đã phát hiện ra Cao Viễn ở đây. Với những kỹ năng chiến đấu thần sầu của mình, mặc dù đang bị trọng thương nhưng anh vẫn có thể bón hành cho bọn chúng rất mặt lợn. Thằng thì bị đào trúng đầu, thằng thì bị anh cho đạo hộp sọ với tường bê tông. Thoát khỏi không gian hẹp, Cao Viễn bất ngờ bị phang một phát vào đầu. Tưởng rằng phe này đi chầu Diêm Vương thì bất ngờ lão già xấu xa ra tay giải vây. Tao mà còn thấy mày ở đây thì sẽ đập cho chảy hết vầy hiểu chưa? Hắn ta động viên Cao Viễn rằng ở đây tao là bố, hãy cố kiếm tiền cho tao. Bị đối xử không khác gì một con thú, Cao Viễn mặt buồn như con chuồn chuồn đi về phòng trọ. Khi đi ngang qua một nhà thờ nơi có cô nàng Tiểu Linh ngây thơ ngày ngày dạy lũ trẻ vẽ tranh, anh bất ngờ thấy một cậu bé bị ngã, vội vã đỡ lên thì chị đẹp cũng đi đến. Cô nàng mặt xinh như hoa liền cảm ơn thì nhìn thấy con số 20 trên ngực của Cao Viễn, nhìn quen quen hình như chưa gặp bao giờ. Tiểu Linh lơ tơ mơ nhớ lại 15 năm trước, khi cô còn là một đứa trẻ thì đã bị ông bố khốn nạn nhẫn tâm bán cho bọn buôn người làm gái bán hoa. Vườn hoa quả không chờ một ai, ông ta đang lấy lưỡi đếm tiền thì bị một thanh niên tiện xuống suối vàng và còn ngang nhiên cướp trên giảm mướt rồi bỏ chạy. Chẳng may hắn lại bị một chiếc xe tải húc cho banh háng. Nhân cơ hội này, những đứa trẻ trên xe tẩu thoát khỏi trại huấn luyện tập trung và trong đó có cậu nhóc Cao Viễn. Khi cậu đang kiếm ăn tại một kỹ viện thì tú bà xuất hiện cùng vài đứa trẻ để giao bán cho các đại gia mang về nhà làm vợ lẽ. Tiểu Linh là cô bé xinh đẹp nhất nên đã được những yêu dâu xanh thi nhau trả giá. Cuối cùng, một gã béo đã dùng hàng nóng để có thể chiếm đoạt Tiểu Linh. Ngay lập tức, hắn ta còn định hành hình cô bé ngay tại trận. Chứng kiến cảnh này, Cao Viễn vô cùng căm phẫn, cậu lao tới cướp con dao của hắn thì đúng lúc đó chiến tranh nổ ra. Sau khi giải cứu cho người đẹp, Cao Viễn giơ tay cô nàng vắt chân lên cổ bò chạy vào rừng sâu. Chưa đi được bao lâu thì cả hai đã phải thở bở cả hơi tay, biết rằng khó mà thoát được. Nhìn thấy nhà thờ phía trước, Cao Viễn đưa con dao cho Tiểu Linh rồi bảo cô nàng vào trong để trốn, còn mình sẽ ở lại đánh lạc hướng bọn này. Kết quả là cậu nhóc đã bị bắt, còn Tiểu Linh thì phúc 70 đời đã được cha xứ cứu mang. 15 năm trôi qua, cô nàng vẫn giữ con dao ngày nào và mong được gặp lại anh chàng trên ngực có vết sẹo hình số 20. Muốn tìm hiểu về người tình trong mộng của mình, Tiểu Linh đã đến chợ đen thì biết được rằng Cao Viễn giờ đây là một võ sĩ. Hôm nay anh đang đối đầu với môn đệ của phái Toàn Chân. Tuy nhiên chẳng cần ngần ngại, Cao Viễn liền phá giải rồi tung ra những pha liên hoàn chém bằng ống đồng của mình.
sau đó tóm cẳng quật hắn ra sàn vô cùng đau đớn. Không dừng lại tại đó, Cao Viễn xông tới sử dụng đòn khóa cẳng rồi bẻ xương răng rắc như bẻ cành củi khô, khiến đối thủ chỉ biết kêu la gọi cha gọi mẹ. Kết thúc trận đấu, khi Cao Viễn đang xé vải băng bó vết thương thì Tiểu Linh cầm dao xuất hiện. Nhìn thấy kỷ vật năm nào, anh đã nhận ra đây chính là cô bé năm xưa mình đã thầm thương trộm nhớ. Hai người liền dắt nhau ra bờ biển để tâm sự mỏng, rồi kể lại hết những chuyện đã xảy ra trong suốt 15 năm qua. Từ đó về sau, hai người bên nhau như hình với bóng và trong lòng đã chớm nở một tình yêu. Có thể nói đây là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc trong cuộc đời đầy sóng gió của họ. Tiểu Linh nói rằng, em muốn anh từ bỏ sàn đấu, chúng ta sẽ quên đi quá khứ và sống cho hiện tại. Tuy nhiên, lão già xấu xa đã bỏ tiền ra mua Cao Viễn khỏi trại huấn luyện thì hắn nào có dễ buông tha. Và một ngày nọ, Tiểu Linh đi chợ về thì thấy lão già cùng hai thằng đàn em là Kiki và Lulu đang đứng đợi ở đầu ngõ. Đúng là nghe tên thôi đã ngửi thấy mùi xúc vật. Cô nàng lên lầu thì thấy Cao Viễn đang khăn gói quả mướp chuẩn bị rời đi để tham gia thi đấu. Mặc cho Tiểu Linh ngăn cản nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác mà chỉ biết ôm cô vào lòng rồi nói, anh sẽ quay về mà thôi. Nước mắt chảy thành sông mà không giữ được chân người mình yêu, Tiểu Linh liền đi theo để xem Cao Viễn thi đấu thế nào, nhỡ có mệnh hệ gì còn kịp alo gọi đội khiêng quan tài đến giúp. Ngày hôm nay anh phải đối mặt với một gã chọc đầu nhiều tóc người to như hộ pháp. Hắn ta xuất thân từ Thiếu Lâm tự, có thân thủ phi phàm nên chưa một võ sĩ nào động được vào cọng tóc của hắn. Cao Viễn thì nhận được lệnh trận này phải thua nên chẳng dám phản công, vậy nên anh bị hắn bán muối cho sắp hết cả mặt. Chứng kiến cảnh này, Tiểu Linh vô cùng đau đớn liền tới quỳ xin lão già xấu xa tha cho người mình yêu. Đại ca, xin hãy tha cho Cao Viễn. Tuy nhiên hắn ta không thèm thương hoa tiếc ngọc mà lập tức đi đường quyền khiến năm ngón tay găm vào má Tiểu Linh. Tao là chủ nhân của nó, tao bảo đi đằng đông thì nó không dám đi đằng tây, hiểu chưa? Nói xong, hắn ta rời đi để lại Cao Viễn với chi chít vết thương trên người. Tỉnh lại sau cơn lú, Tiểu Linh rủ anh Cao chạy xa bay bỏ lại nơi này. Đêm hôm đó, hai người chưa kịp ra bến tàu thì đã bị chặn đầu trong một con ngõ. Cao giò bỏ chạy về phía sau thì lão già xấu xa cũng đã xuất hiện. Hắn ta tính nóng như kem lập tức tóm cổ hai người và nói rằng, đừng quên mày chỉ là một con chó mà ta mua về. Để dạy dỗ Cao Viễn, lão già xấu xa ném anh vào một thùng container toàn là chó săn. Còn Tiểu Linh thì hắn cho mấy thằng đàn em được vui chơi giải trí một phen thỏa thích. Con run chó mai cũng quằn, Cao Viễn liền đi đường quyền khiến ba chục con chó béo dê nghiệp vụ phải gọi anh bằng cụ rồi chuyển hộ khẩu vào mấy quán nhậu của Việt Nam. Thấy lũ khốn nạn chuẩn bị hãm hại người yêu, anh xông tới liền xuất chiêu đại khai sát giới, bật chế độ đồ sát. Cao Viễn đập cho bọn này nát hết cả người. Còn mạnh thủ trỗi dậy khiến chỉ trong chốc lát anh đã giải cứu được người mình yêu. Ngay sau đó, hai người đã cao chạy xa bay ra một hòn đảo. Tiểu Linh trao cho anh móc khóa hình người diêm như một lời hẹn ước kiếp này họ thuộc về nhau. Hàng ngày Tiểu Linh thì vẽ tranh dạo, còn Cao Viễn thì làm nhân viên ở một khu vui chơi. Bỗng dưng có một cô gái ở trên cao bị nạn, trong khi gã người yêu thì sợ vãi đài ra quần chẳng dám làm gì, thì Cao Viễn ở dưới đã phi lên giải cứu. Với thân thủ của mình, rất nhanh anh đã lên được tới nửa, tuy nhiên cô gái không trụ được nữa nên đã buông tay. May thay Cao Viễn đã tóm lại được một cách ảo ma lên ban Nga. Điều này khiến tất cả mọi người đều khâm phục trước hành động anh hùng của anh. Ngay lập tức truyền hình đã đưa tin trên cả nước để biểu dương tấm gương người tốt việc tốt. Lo lắng có chuyện chẳng lành, Tiểu Linh lập tức bảo người tình rằng tung tích của chúng mình đã bị bại lộ. Biết rằng sắp ăn cái lông bàn chấm muối nhưng Cao Viễn chỉ quyết định đổi chỗ làm mà thôi. Quả như lời gia cát dự, lão già xấu xa đã đánh hơi thấy tin tức này nên liền lên ngay một kế hoạch. Ở phía bên kia, Cao Viễn đang tìm kiếm công việc mới trên báo thì nghe thấy có tiếng người la hét. Thì ra quán vịt nướng của anh chàng Quách Tình phía dưới đang được bác Hòa hỏi thăm. Không cần suy nghĩ, Cao Viễn liền lợi dụng địa hình địa vật lăng ba vi mộ xuống dưới một cách nhẹ nhàng như đưa nàng đi ẻ. Sau đó, anh lấy một chiếc rẻ nhúng nước rồi lao vào bình nắp bình ga. Kết quả là Cao Viễn đã phải nhập viện vì bỏng ở cánh tay. Quách Tình thấy bản lĩnh của người hàng xóm này không phải dạng tầm thường thì liền nói rằng, không có anh thì tôi đã bị biến thành vịt quay tứ xuyên, vậy nên tôi muốn nhận anh làm sư phụ, xin nhận của học trò một lạy. Cao Viễn cảm thấy quá phiền nên nhân lúc Quách Tỉnh đi ra ngoài thì đã liền đánh bài chùa là thượng sách. Đúng lúc này, anh vô tình va phải một cô nàng, thì ra đó là Hoàng Dung, cô gái mà anh đã cứu mạng trước đó ở khu giải trí. Để cảm ơn, cô ấy đã nhận anh vào tập đoàn Hàn Xì của cha mình. Có cảm tình với Cao Viễn, Hoàng Dung đã ngỏ lời mời anh đi ăn tối nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Anh sợ mình sẽ thành bữa tối của em. Thực ra trong lòng anh chàng này chỉ có một người phụ nữ duy nhất, đó chính là Tiểu Linh xinh đẹp mà thôi. Vậy nên anh muốn dành tất cả thời gian để ở bên cô ấy. Đúng lúc này, lão già xấu xa cũng đã đến hòn đảo này để điều tra tung tích của Cao Viễn. Hắn ta ra lệnh lục tung hòn đảo để tóm cổ anh mang về xử tội. Ấy vậy mà hai con vợ vẫn chẳng hề hay biết chuyện này. Bỗng dưng anh chàng Quách Tình mang đến một tin, đó là ở Thái Lan có tên võ sĩ Muay Thái đang thách đấu cả thế giới và phần thưởng là $1 triệu, kể cả 10 triệu tôi cũng chẳng quan tâm. Nói xong, Cao Viễn liền đuổi chàng béo xuống dưới để hai người còn bàn tính chuyện đúc ra một đội bóng. Ngày hôm sau, Quách Tình vẫn dai hơn cả đỉa đói, tìm tới nơi Cao Viễn làm việc để thuyết phục anh sang Thái Lọ tham gia thi đấu. Cùng lúc đó, tiểu thư Hoàng Dung cũng xuất hiện để mời anh tối nay lên ba bay lắc cho bớt sầu. Không cảm thấy hứng thú, Cao Viễn lập tức rời đi thì bỗng dưng lại lan quay ra sàn ngất trên cánh quất lúc nào không hay. Được đưa vào bệnh viện kiểm tra thì anh mới tá hỏa khi biết rằng mình bị xuất huyết não vì đã ăn biết bao phát đấm vào đầu. Bác sĩ bảo cùng lắm cậu chỉ sống được một năm mà thôi. Điều này khiến Cao Viễn như chết lặng và vô cùng tuyệt vọng. Tuy nhiên trước khi chết, anh muốn làm một điều gì đó cho Tiểu Linh. Ngay sau đó, Cao Viễn bảo Quách Tĩnh hãy nghĩ ra một lý do cho tôi sang Thái kiếm tiền. Anh béo liền nhảy số bốc phét rằng sư phụ được mời làm diễn viên đóng thế cho bộ phim Truy tìm tượng Phật phần 4 ở Thái Lan, vậy nên ngày mai sẽ bay sang bên đó. Có lý do chính đáng, Tiểu Linh chẳng thể cắn bớt được người yêu. Chỉ vài ngày sau, hai ông cạnh đã có mặt tại xứ sở chùa vàng để Tiểu Linh tin tưởng tuyệt đối. Cao Viễn đã đến một
một phim trường rồi gọi video về nhà khiến cô nàng tin sái cổ mà chẳng hề nảy sinh nghi ngờ. Biết rằng đối thủ là một võ sĩ Muay Thái thần xấu rất mạnh, Cao Viễn liền củng cố thể lực để chuẩn bị đối đầu sau bao ngày rửa tay gác kiếm. Sáng ra xúc miệng 100 km quanh vài dãy núi rồi bật cóc 5.000 bậc thang. Chưa thấy sảng khoái thì anh lại khổ luyện cơ tay bằng cách ngày ngày chống đẩy trên không. Thậm chí Cao Viễn còn gập bụng ở giữa vực thẳm cao muôn ngàn dặm để rèn luyện sức dẻo dai. Cứ thế luyện ngày thì quên ăn mà luyện đêm thì quên ngủ. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã lấy lại được phong độ ngày nào và bước vào trận chiến. Ban tổ chức giới thiệu rằng ngày hôm nay có một võ sĩ tàu khựa đến làm mạng cho nhà vô địch của chúng ta và đó là Cao Viễn. Khi anh xuất hiện thì chẳng ai thèm tung hô, còn tên võ sĩ Muay Thái có biệt danh bất bại thì hoàn toàn ngược lại. Ai cũng bảo Cao Viễn hãy về nhà mua quan tài rồi đào huyệt sớm đi làm vừa. Hiệp một bắt đầu, võ sĩ Muay Thái liên tục tung ra những tuyệt kỹ chém ống đồng khiến Cao Viễn dường như không có cửa. Quyền pháp của hắn vừa nhanh vừa mạnh và rất chuẩn xác kèm theo chân cứng như đá nên nhanh chóng đã quật ngã đầu đối phương. Trọng tài đẩy hắn ra xa, ngay lập tức bất bại lại tung đầu gối thần sâu để triển khai đợt tấn công thứ hai. Quả không sai, Muay Thái luôn là môn võ thực chiến lợi hại nhất. Cao Viễn ngay lập tức đã được an cùi trò thần công gửi nụ hôn và sàn đấu. Đầu anh bỗng đau như búa bổ nhưng không thể cho phép mình thua cuộc. Anh muốn giành chiến thắng để mang tiền về cho vợ nên đã đứng dậy để tiếp tục chiến đấu. Ban tổ chức nói rằng chưa một ai dính đòn của bất bại mà lại có thể đứng dậy được như anh chàng này. Bước vào hiệp đấu thứ hai, mặc dù Cao Viễn đã né đòn khá hơn trước nhưng tình thế vẫn chưa có gì thay đổi. Võ sĩ Muay Thái vẫn giành được cửa trên rõ rệt. Bước vào hiệp thứ ba, anh không nhân nhượng thêm nữa. Cao Viễn liền tấn công như vũ bão và quật hắn ta ngã ngửa ra sàn, khiến ban giám khảo vô cùng kinh ngạc. Không dừng lại ở đó, Cao Viễn đã khống chế được tốc độ và bố cục của trận đấu nên nhanh chóng giành được thế thượng phong. Anh xuất ra một nắm đấm rồi tung người sút thối ngực thằng này một phát cực kỳ ban căng khiến hắn nằm thẳng cẳng không còn động đậy. Điều này khiến tất cả đứng hình mất 5 giây ngây người vì kinh ngạc. Cao Viễn chính thức trở thành người duy nhất đánh bại võ sĩ Muay Thái thần sầu này. Có tiền thưởng trong tay, mặc dù vết thương kín mặt nhưng ngay lập tức hai ông cháu bắt Grab rời khỏi Thái Lọ. Tuy nhiên không muốn Tiểu Linh lo nên anh đã thuê một nhà trọ phía đối diện để quan sát người yêu. Thấy Tiểu Linh hàng ngày đánh chén mì tôm không người lái, Cao Viễn cảm thấy chạnh lòng vì đã làm cô nàng chịu khổ theo mình. Đúng lúc này Hoàng Dung xuất hiện, cô biết chuyện Cao Viễn đã có người yêu thì đùng đùng tức giận bảo về. Quá thất vọng với người tình trong mộng, Hoàng Dung xem lại video Cao Viễn giải cứu mình mà đài truyền hình đăng tải thì thấy phía dưới có bình luận nói rằng thằng này nợ tôi 20 triệu đô và giờ đã bỏ trốn khỏi Ma Cao. 20 triệu chứ 200 triệu với cô cũng chỉ như mấy cái lá mít rụng ngoài sân, vậy nên Hoàng Dung liền gọi Quách Tình đến rồi hỏi tung tích người nợ tiền để trả nợ. Tuy nhiên anh béo cũng chẳng biết Cao Viễn đã bốc bát họ của con vợ nào nên làm sao mà giúp được. Đời đã đen lại còn lắm lông, Tiểu Linh đinh ninh người tình vẫn đang đóng phim ở Thái Lọ, ai dè anh lại lò dò xuất hiện ở đây để cô nàng nhìn thấy. Không tin vào mắt mình, Tiểu Linh liền bám theo thì phát hiện ra Cao Viễn không về nhà mà lại thuê một phòng trọ khác, đã thế còn vác một cô gái về nhà như là người tình của nhau. Chứng kiến cảnh này, Tiểu Linh nước mũi chảy thành sông mà không kìm được cảm xúc. Đã thế khi về nhà, cô nàng còn phát hiện ra Cao Viễn và Tiểu Tam tối lửa tắt đèn có nhau, tưởng rằng mình đã bị cắm hai chiếc sừng to tổ chẳng lên đầu. Tiểu Linh liền hẹn Hoàng Dung ra quán tà tưa để ba mặt một lời. Tuy nhiên đối phương lại nói rằng anh ấy phải sang Thái đấm nhau để kiếm tiền nuôi cô nên bị thương rất nặng, không muốn cô lo lắng nên đã thuê phòng trọ ở đối diện để quan sát mà thôi. Nếu cô thương anh ấy thì xin hãy buông tay, nhà tôi thì chả có gì ngoài tiền nên tôi sẽ cho Cao Viễn mọi thứ mà anh ấy muốn. Nghe thấy những lời này, Tiểu Linh đã hiểu ra mọi chuyện nên liền rời đi. Ngay sau đó, cô nàng mang theo kỳ vật duy nhất là con dao năm xưa rồi lập tức lên đường. Cao Viễn không thấy bóng dáng người mình thương đâu thì mới tá hỏa đi tìm. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn, anh đi khắp nơi dò hỏi nhưng cô nàng đã mất hút con mợ hàng lươn đóng phim mất tích mà ma không biết quỷ cũng bó tay .com. Quá sầu đời, Cao Viễn liền về quán vịt làm vài chai lúa mạch lên men để giải sầu. Đúng lúc này, lão già xấu xa cùng giam ba thằng đàn em đi đến. Hắn đắc ý nói rằng, thằng danh con mày có chạy lên quận cũng không khỏi nắng. Chẳng cần đáp lại, Cao Viễn liền ra tay đánh mấy thằng này sấp mặt. Tuy nhiên vì đã quá say nên ngay lập tức anh đã bị khống chế. Cao Viễn liền bị bế về hang ổ của bọn chúng trong một khoang tàu để xử tội. Hắn nói rằng mày muốn thoát khỏi tay tao phải không? Để xem mày có bản lĩnh đến đâu. Nói xong, hắn lệnh cho lũ đàn em mở khóa tháo xích cho Cao Viễn. Anh định ra tay nhưng phải dừng ngay lại vì lão già đã cử người theo dõi Tiểu Linh. Vì sự an toàn của người yêu, Cao Viễn đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Ngày hôm sau, lão già xấu xa bắt anh tới Nhật Bổn để giao chiến với tên võ sĩ đầu cắt moi có tên Todaka. Hắn ta được cho là võ sĩ đạo cuối cùng và hùng mạnh nhất đất nước Nhật. Với số tiền cược khổng lồ, lão già xấu xa không cho phép Cao Viễn được thua trong trận đấu này. Quả nhiên đối phương vô cùng lợi hại và có vẻ không phải dạng khổ vừa. Bước vào trận chiến, Cao Viễn né được đòn chí mạng sau đó nhanh chóng tấn công. Tuy nhiên không khác gì mỗi đốt inox nên chỉ chốc lát, anh đã bị hắn ta quần ngã vô cùng đau đớn. Tuy nhiên đường dài mới biết ngựa hay, Cao Viễn đã lấy lại được phong độ nên cả hai vô cùng hăng máu, trao nhau những chiêu thức đầy tình cảm. Có thể nói là kẻ 8 lạng, người thì 0,5 kg. Dĩ nhiên là 8 lạng vẫn hơn 0,5 nên Cao Viễn đã bị khóa cổ đầy đau đớn. Nhưng vì Tiểu Linh, anh đã nhanh chóng phá khóa thoát ra khỏi tình huống này, bắt đầu lại cuộc tình. Lúc này Cao Viễn đã hiểu được kẻ địch nên dễ dàng phá giải những đòn khóa của tên đầu cắt moi. Giành được thế chủ động, anh tung nắm đấm không ngừng khiến hắn ta không kịp phản ứng. Cuối cùng, Cao Viễn tóm lấy chun quần nâng hắn lên cao rồi quật xuống hạ knock out tại trận. Kiếm được rất nhiều đô la thần trường cho lão già xấu xa nhưng hắn ta vẫn không chịu buông tha mà bảo mày phải đấu cho tao một trận nữa, nhưng lần này mày phải thua khi tao ra tín hiệu bằng cách châm điếu, hiểu chưa? Ở phía bên kia, Hoàng Dung tìm được hồ sơ bệnh án của Cao Viễn thì mới hiểu ra mọi chuyện. Cô liền tìm đến Tiểu Linh và cho tình địch biết toàn bộ sự thật. Hai con vợ lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
không ngờ rằng Cao Viễn có lý do riêng nên mới âm thầm hy sinh thân mình như thế. Ở phía bên kia, lão già xấu xa đang dẫn Cao Viễn tới một võ đài sinh tử để ép buộc anh. Hắn đã sai vài thằng đàn em theo dõi Tiểu Linh để tiện bề ra tay uy hiếp. Đại vương sai ta đi tuần núi bắc rồi tuần núi nam. Hóa ra lần này, tên võ sĩ đạo đầu cân moi Todaka bị Cao Viễn đấm cho mặt mày thâm như gấu trúc đã bay từ Nhật Bản sang Trung Quốc để báo thù. Hắn muốn lấy lại danh dự nên liền kiếm một tuyển thủ sàn đấu bất bại ở phương Tây sang đây để thay mình tấm quất Cao Viễn. Tên này có biệt danh là Máy Dập, bởi lẽ hắn đã đập vỡ toang đầu của hàng trăm đối thủ. Không những thế, ông chủ của hắn là thằng đầu cắt moi còn bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua chuộc lão già xấu xa bán độ, ép võ sĩ số 20 của chúng ta phải thua cuộc. Nhìn tương quan lực lượng thì họ không khác gì hai bố con, một gã khổng lồ và một anh chàng tí hon đối đầu với nhau. Gã khổng lồ đã chủ động tấn công, người hắn như cái cột đình nên có lợi thế ngay về thân thể. Mặc dù Cao Viễn nhanh nhẹn hơn rất nhiều nhưng cũng chẳng hề ăn thua, liên tục bị tóm cẳng quật ngã. Cao Viễn sử dụng thêm đòn khóa cổ để phản công, nhưng không ngờ hắn ta lại vô cùng mạnh, quật cho anh mới đất tìm răng. Chẳng để Cao Viễn được thở, hắn xông tới túm cẳng quật anh vào cột bê tông mà không thương tiếc. Bị thương rất nặng, tưởng rằng đã thua nhưng không ai ngờ rằng anh đã nắm được điểm yếu của hắn nên nhanh chóng né đòn rồi gạt chân cho thằng này ngã sấp mặt luôn. Thấy Cao Viễn giành thế thượng phong, thằng đầu cắt moi tức giận ra lệnh cho lão già xấu xa thực hiện kế hoạch. Ngay lập tức lão già châm điều thuốc để ra hiệu, sau đó còn cho Cao Viễn biết rằng bọn chúng đang nắm trong tay Tiểu Linh, anh mà lệch sóng thì cô nàng sẽ bị đóng quan tài. Ai dè tiếp tục trận đấu, Cao Viễn vẫn tiếp tục tấn công mà không hề nghe theo lời bọn chúng. Tên võ sĩ Máy Dập đã trở nên quá chậm so với tốc độ của anh, ăn một phát cù trò vào quai hàm rồi bao nước thêm nắm đấm khổng lồ cho hắn ta bốc mộ cuộc tình. Thấy Cao Viễn phản mình, lão già xấu xa vô cùng tức giận. Hắn còn nhận được tin cô gái mà bọn đàn em đang theo dõi không phải là Tiểu Linh mà là một người khác. Thì ra trước đó, Cao Viễn biết tòng rằng lão già xấu xa sẽ lấy Tiểu Linh ra ép mình đánh hết trận này đến trận khác cho tới lúc chết thì thôi. Lường trước được mọi chuyện nên anh đã liền tương kế tự kế. Ban đầu anh không muốn Tiểu Linh tham gia vào chuyện này nên đã chủ động để lộ tung tích. Sau đó lại nhờ Hoàng Dung đến phòng trọ để cho Tiểu Linh hiểu lầm hai người gian gian díu díu mập mờ. Tiểu Linh thấy thế đã liền bỏ đi. Tuy nhiên Hoàng Dung không muốn Cao Viễn bị mang tiếng phản bội nên đã kể ra mọi chuyện. Biết được sự thật, Tiểu Linh cũng muốn tham gia vào kế hoạch này nên không rời khỏi nơi đây mà chỉ loanh quanh ở những chỗ đông người, mục đích là để bảo vệ bản thân mà cũng đồng thời đánh lạc hướng bọn côn đồ. Sau đó Cao Viễn đã giả vờ say xỉn và đánh thua bọn chúng ở quán vịt nướng để bị bế đi. Khi nhận được tín hiệu của Cao Viễn là hình người ria bằng máu, Quách Tỉnh và Hoàng Dung đã báo cảnh sát, sau đó dùng kế kim thiền thoát xác để đánh lừa lũ đàn em của lão già xấu xa. Hiểu ra mọi chuyện, lão ta vô cùng cay cú, mày dám giỡn mặt với bố mày sao? Tao lại sợ mày quá. Cao Viễn lao vào kết thúc trận chiến với gã khổng lồ Máy Dập. Thấy thế, thằng đầu cắt moi móc súng ra đe dọa, lão già xấu xa ra tay xem ai mới là cao thủ. Giải quyết xong thằng này, hắn giải tán đám đông sau đó lao vào giao chiến với Cao Viễn. Tuy nhiên đứng trước một kẻ lớn lên từ sàn đấu như anh thì hắn ta nào có tuổi gì. Hắn ta cứ đứng lên, Cao Viễn lại cho ăn liền nắm đấm. Để không mất thời gian với thằng này, anh tung ngay đòn khóa. Thằng đàn em xông đến trợ giúp thì ăn ngay một pha đạp mặt vào tường. Cao Viễn định kết liễu thằng cố nạn này thì may thay cô nàng Tiểu Linh xinh đẹp cũng đã đến nơi giúp anh thoát khỏi tội giết người. Lúc này mấy anh cảnh cũng đã có mặt. Đúng theo kịch bản, cảnh sát luôn làm người đến sau nên chỉ còn đúng cái nịt mà thôi. Cuối cùng kẻ ác đã phải chịu tội, còn Cao Viễn thì được đoàn tụ với Tiểu Linh. Kể từ đó về sau, hai người sống hạnh phúc bên nhau. Mặc dù trong người Cao Viễn vẫn đang mang căn bệnh hiểm nghèo, tuy nhiên anh muốn rằng những phút giây còn lại trên cuộc đời này sẽ dành hết cho Tiểu Linh, người con gái đã hy sinh vì anh quá nhiều. Qua bộ phim cho chúng ta thấy, tình yêu luôn khiến con người ta vượt qua được tất cả. Hạnh phúc đâu phải là đích đến mà là trên mỗi chặng đường mà chúng ta đang bước. Đừng đặt nặng bất cứ một điều gì mà hãy sống như ngày mai mình không còn trên đời này nữa. Cao Viễn thì đã có Tiểu Linh, Quách Tỉnh thì đã có Hoàng Dung, còn anh em đã có ai trong đợt rét đậm rét hại này chưa? Nếu chưa thì vẫn còn chiếc chăn 37 độ C mà bụi bặm giăng kín lối mang tên mọt đó nha. Thích thì Innova phát nào anh em. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Pak Pak. Bye bye.